do mưa lũ ở miền Trung và Tây Nguyên. Những hình ảnh về đợt mưa lũ cho thấy có nhiều ngôi nhà ngập đến tận nóc, nhiều người ngồi trên nóc nhà chờ cứu hộ khiến người xem xót xa. Sống trong hoàn cảnh nào buộc con người phải có những biện pháp thích nghi cũng như giải pháp nhà chống lũ của người dân miền Trung. Đây là điều được nhiều người chia sẻ trong đợt lũ lần này. Hầu hết các hộ có nhà theo mô hình nhà chống lũ đều an toàn và có thể chủ động chuẩn bị trước tình hình khi 34.000 nhà dân bị ngập trắng, khi hàng nghìn người dân phải cuống cuồng chạy lũ ngay trong đêm, thì ở ngay rốn lũ Tân Hóa, Quảng Bình, những ngôi nhà phao đã giúp người dân vượt lũ. Cụ thể giải pháp này như thế nào, mời quý vị và các bạn đón xem trong bản tin Việt Nam Plus News ngày hôm nay. Bên cạnh chống lũ, việc sống chung với lũ cũng là một trong những phương án được nhiều nước áp dụng hiện nay. Điểm thiết yếu của chính sách này là phải xây dựng được những ngôi nhà chống lũ cho người dân. Tại Việt Nam, chương trình Nhà chống lũ trực thuộc Quỹ hỗ trợ phát triển cộng đồng sống bền vững được khởi động từ năm 2013 với sứ mệnh xây dựng những ngôi nhà an toàn cho người dân vùng lũ. Tính đến tháng 9 năm 2020, Nhà chống lũ đã hỗ trợ thành công 795 hộ gia đình tại các tỉnh Quảng Ninh, Quảng Nam, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Khánh Hòa, Bến Tre, Sóc Trăng và Hậu Giang trong việc xây dựng và cải tạo nhà. Bên cạnh đó, chương trình đã phát triển 9 mô hình nhà an toàn thích ứng với các kiểu hình thiên tai, đặc biệt là các kiểu lũ như lũ buồn, lũ ống, lũ quét, lũ ngâm, lũ sông và một số loại lũ đặc biệt. Tuy đạt được nhiều kết quả khả quan trong những năm đầu tiên hoạt động, các thành viên trong dự án vẫn còn nhiều trăn trở. Trung bình hàng năm, tại Việt Nam xảy ra hơn 600 đợt thiên tai, khiến hơn 200.000 căn nhà bị hư hại. Do đó, con số gần 800 căn nhà vẫn còn rất khiêm tốn. Hiện nay, những người làm chương trình đã có kế hoạch xây nhà an toàn cho năm 2021 tại các điểm trũng ở Thừa Thiên Huế và Quảng Trị. Người đứng sau dự án nhà chống lũ là chị Phạm Thị Hương Giang, Trang Kiều, CEO công ty tư vấn thương hiệu G-Brand. Với những đóng góp thiết thực cho cộng đồng, chị được tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn là một trong 50 phụ nữ có sức ảnh hưởng nhất năm 2019. Trên thực tế đã có không ít thiết kế nhà chống lũ được triển khai, từ đơn giản giá rẻ cho đến những mô hình hiện đại sáng tạo đột phá. Cuối năm 2019, một chàng trai miền Tây đã nghiên cứu, thiết kế, xây dựng và thử nghiệm thành công ngôi nhà lưỡng cư, có hệ thống trượt nổi độc đáo giúp căn nhà nổi lên khi nước dâng và trở về như ban đầu khi nước rút. Tác giả của mô hình là Nguyễn Minh Hoàng, 27 tuổi, ở xã Thanh Mỹ, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp. Sau thời gian tìm tòi, kết hợp với kiến thức trên giảng đường Trường Đại học Xây dựng miền Tây tỉnh Vĩnh Long, Hoàng đã hoàn chỉnh trình làng một căn nhà nổi, thiết kế đẹp, tiện nghi, rộng 48m2 với dãy hành lang trước nhà, hai phòng ngủ, phòng vệ sinh, một phòng khách và nhà ăn tích hợp. Ngôi nhà được thực hiện với giải pháp kiến trúc xanh kết hợp điều kiện khí hậu gió và nước, làm mát cho công trình bằng hệ thống thông gió, chiếu sáng tự nhiên. Tổng kinh phí xây dựng ngôi nhà là gần 300 triệu đồng và tuổi thọ công trình dao động từ 30 đến 50 năm. Hoàng chia sẻ, ngôi nhà phù hợp với nhiều địa hình khác nhau như đất liền, ven sông hoặc trên ao hồ. Đặc biệt, đối với vùng khó khăn, kinh phí thực hiện có thể thay đổi, phụ thuộc vào kinh tế gia chủ, chỉ dao động từ 70 đến 100 triệu đồng cho một căn nhà hoàn chỉnh. Ngoài ra, việc bảo trì cũng khá dễ dàng. Thông thường, quá trình bảo trì ở thùng phi nhựa sẽ được thực hiện 2 năm một lần để đảm bảo việc vận hành, không gặp sự cố khi có nước dâng. Chủ nhân ngôi nhà này cho biết, ý tưởng hướng đến mục đích cuối cùng là giải quyết những khó khăn và giúp người dân phần nào giảm đi nỗi lo mùa nước nổi cũng như hiện tượng nước biển dâng ngày càng nghiêm trọng. Trên thế giới cũng có một số mô hình nhà chống lũ với trụ chống bằng bê tông. Những ngôi nhà với thiết kế độc đáo này chống ngập lụt được xây dựng khá phổ biến trên thế giới, đặc biệt là Nhật Bản. Với độ cao lý tưởng cùng sự kiên cố của các cột chống, đây được xem là thiết kế phù hợp cho những ngôi nhà nằm trong khu vực dễ bị ngập sâu khi lũ dâng. Với hệ thống khung xương container được xử lý chống thấm, chống nước, chống nhiệt và cách âm, nhà container cũng là một mô hình được nghiên cứu để ứng dụng tại những khu vực thường xuyên xảy ra mưa lũ. Tại Bangladesh, nhiều công trình đã được tạo nên từ container bỏ hoang. Với khả năng chống nước và nổ lên trong trường hợp xảy ra ngập lụt, mô hình này được tận dụng hiệu quả trong việc phục vụ cứu trợ khẩn cấp trong mưa lũ. Giống như chia sẻ của người đứng đầu dự án nhà chống lũ,
Ngôi nhà chỉ là cánh cửa khơi dậy niềm tin của người dân để dựng lại cuộc đời mới. Điều chúng tôi hướng tới là cuộc sống bền vững, thay đổi nhận thức của người dân, tập cho họ chủ động ứng phó với thiên tai, bảo vệ gia đình mình, giúp đỡ những người khác và họ tự giải quyết vấn đề của chính mình. Mỗi chúng ta đều có thể tự đóng góp cho dự án này hoặc chung tay ủng hộ người dân miền Trung vượt qua mưa lũ bằng nhiều cách khác nhau. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức liên quan trong bản tin tiếp theo. Mời quý vị và các bạn tiếp tục cập nhật vào thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!